chào bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho bạn cái tay sen xịt nhựa màu trắng của Toto. Thì cái xe tôi sẽ tiến hành thử nước, vì có nhiều khách hàng thắc mắc là cái lực nước nó ra như thế nào và tia nước ra như thế nào ha. Tôi sẽ tiến hành mở bấm nước ra ha. Thì cái vòi này thì nó cái tia nước của nó ra hơi cụm lại, vì do là cái vòi này nó có một cái lưới lọc ở trong đây làm cho cái nước nó ra không mạnh và nó giảm áp. Vì là định nghĩa của Toto là vòi xịt này là xịt cho vào đít chúng ta để rửa vệ sinh, chứ không phải xịt bồn cầu hay xịt nhà vệ sinh ha. Tôi sẽ làm một cái đoạn clip nó chậm lại để chúng ta thấy được cái tia nước của nó. Thì tôi sẽ giới thiệu chúng ta là cái loại lọc là trong nó như thế nào. Thì ở trong đây nó có cái loại lọc ở đây nè. Đó. Cái loại lọc này nó làm cho chúng ta cái vòi chúng ta nó sẽ ra cái lực nước như vậy. Có nghĩa áp có mạnh hơn thì nó bật ra như vậy. Rất là phù hợp dùng cho những cái nơi áp lực cao, cũng như là chúng ta dùng chung cư thì nó sẽ không bị quá mạnh, chúng ta không thể rửa đít được. Thì cái này á, là nếu mà trường hợp của khách mà vẫn muốn mua vòi Toto và muốn mạnh á, thì bạn có thể là tháo cái loại lọc này để cho nó mạnh hơn ha. Sản phẩm này thì được cung cấp ở đại lý cung cấp chúng tôi. Quý khách cần mua sản phẩm này có thể liên lạc chúng tôi theo số điện thoại dưới cùng clip, hoặc click vào cái trang tdm.vn để xem thêm giá khuyến mại cũng như đặt hàng trên website tôi.